Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết trong chiều nay chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2023 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Tại phiên họp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố nghe báo cáo, xem xét, cho ý kiến các nội dung theo thẩm quyền, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, báo cáo kết quả trả lời chất vấn bằng văn bản đối với 47 nội dung chất vấn, chưa thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 12, báo cáo về một số nội dung qua giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo thống kê, kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 vừa qua có hơn 80 ý kiến tham gia và khoảng 170 ý kiến trên các lĩnh vực. Các ý kiến tập trung đi sâu phân tích thực trạng nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế nhằm triển khai thực hiện và hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong 6 tháng cuối năm 2023. Đến nay, 15 trên 15 đơn vị đã có văn bản trả lời chất vấn gửi đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đối với 47 nội dung chất vấn của 25 đại biểu không trả lời trực tiếp tại kỳ họp.